Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Đại nhân không sao chứ? Đại nhân có nhận ra tiểu nữ không? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại ở đây vậy? Cô không có bị thương ở đâu chứ? Dạ. Làm sao cô thoát khỏi tình quỷ đó? Không lẽ đại nhân không nhớ gì hết hả? Ta nhớ là mình đã chạy xuống địa cung để cứu cô. Nhưng mà những chuyện sau đó thì... Ở lúc đó hậu quỷ hút máu chạy ra khỏi cung. Khi hắn nhìn thấy tôi, chỉ chút nữa là tôi bị hắn cắn rồi. Giờ không hiểu hắn đang săn mồi ở đâu nữa. Khoan đã, là ai đuổi được quỷ hút máu ra khỏi cung kia chứ? Tôi cũng không biết nữa. Nghe nói là cái ông vua nhu nhược dân Dương quốc này trong quỷ hút máu đã bị đi đày rồi. Vậy là sẽ có vua mới đăng cơ hả? Tôi nghe nói như vậy đó. Nhưng mà miễn là diệt trừ được quỷ hút máu thì ai làm vua cũng đâu có ảnh hưởng gì đến những người dân thấp cổ bé họng như chúng ta. Đúng rồi. Không sai đâu. Chính xác thì khi đó con đã nói gì với quỷ? Đó không phải là ý của con đâu. Vậy thì quỷ sống trong cung điện mấy trăm năm nay, hắn đã khống chế nhiều đời vua cho tới như vậy rồi. Phụ thân mới chỉ phụng sự cho hắn được 10 năm, phụ thân nghĩ là có thể đấu lại với hắn hay sao chứ? Hoàng hậu cho là tên quỷ hút máu đa nghi đó cũng dễ dàng tin tưởng con sao? Chỉ cần giữ được tính mạng của hoàng thượng, con không quan tâm chuyện gì xảy ra với con đâu. Hoàng hậu thật sự tin là tên quỷ hút máu đó sẽ dễ dàng tha mạng cho hoàng thượng hay sao? Con hiểu hắn hơn phụ thân nhiều đó. Vì vậy, con đã có sự chuẩn bị rồi. Ta không biết là hoàng hậu đã quan tâm hoàng thượng nhiều như vậy. Chẳng lẽ hoàng hậu yêu hoàng thượng à? Phụ thân chỉ muốn có được ngai vàng ở trong tay, đã không ngần ngại tiến dâng con gái mình cho quỷ giữ. Nhưng rồi đến cuối cùng, người vẫn chỉ là tay sai của hắn mà thôi. Hoàng hậu cứ chờ đi, sớm muộn gì hắn rồi cũng sẽ nhận ra là địa cung tâm tối kia mới thật sự là chỗ của hắn. Ngài nên đọc tấu sớ của các đại thần thay vì dẫm đạp lên chúng chứ. Toàn là những lời xàm tấu. Các đại thần dường như rất là bất mãn. Họ đang dùng tể tướng mưu tính gì đó rồi. Họ đang lo lắng cho ngân lượng của họ, vì ta đã bảo họ tiến cống ngân lượng cho ta. Nếu các đại nhân hợp sức chống lại ngài, ngài không thể lo quốc sự được đâu. Nếu cứ như vậy, bách tính nhất định sẽ nổi loạn đó. Nghe cô nói thì dường như là cô rất hiểu về quốc sự. Ngài không nên đánh giá thấp con người. Họ có thể không lựa chọn được người mà họ muốn phụng sự, nhưng khi họ đã quyết tâm không phụng sự ai nữa thì không có gì có thể ngăn được họ đâu. Cô đang lo cho ta đó à? À không, cô đang nói ra những suy nghĩ trong lòng mình đó sao? Cô nói đúng, ta coi thường loài người. Nhưng rồi cô cũng sớm nhận ra, con người vốn nhu nhược và còn yếu đuối đến mức nào. Ta phải ra ngoài một chuyến.
đó. Ta là vua của vương quốc này, ngươi không nhận ra ta sao? Để mình gian xung ở đó có sao không vậy? Lỡ sau khi tỉnh dậy đại nhân vẫn không trở lại bình thường thì sao đây? Đại nhân sẽ không sao đâu. Ngài bất tỉnh như vậy chỉ vì tác dụng của máu thôi. Nhưng mà đại nhân đã khỏe mạnh trở lại rồi hả? Nếu không phải Giang Sung sống sót thoát khỏi đó, có lẽ đại nhân đã tiêu diệt được quỷ rồi. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là kết thúc. Chưa biết chừng bản năng quỷ hút máu của đại nhân sẽ còn mạnh hơn. Lúc đó đại nhân sẽ không khác gì tên quỷ kia. Vậy ra đó là tác động của dòng máu mẫu hệ hả? Giang Sung à, đại nhân vẫn chưa tỉnh hả? Còn nữa, ngài ấy vẫn còn đáng sợ vậy sao? Đại nhân đã trở lại như bình thường rồi. Nhưng mà ngài ấy lại không nhớ chút nào về sự biến đổi của mình hết. Vậy nên xin hai người đừng nói gì về chuyện xảy ra lúc đó nữa. Tôi hiểu rồi, làm vậy mới tốt cho đại nhân phải không? Nhiều người đã nhìn thấy ngài ấy trong bộ dạng quỷ hút máu chạy trốn khỏi cung. Không sớm thì muộn, đại nhân cũng sẽ biết chuyện xảy ra thôi. Chỉ cần thêm ít thời gian nữa. Tôi sợ nếu lúc này đại nhân biết chuyện, ngài ấy sẽ không tránh khỏi tự quán trách bản thân mình. Đã có chuyện gì xảy ra? Lúc đó Sô Hàng cũng có mặt ở địa cung đúng không? Đại nhân đã xuống địa cung và đưa chúng tôi bình an ra khỏi đó. Có thật vậy không? Đúng là như vậy. Vì lúc đó là ban ngày nên quỷ không thể nào đuổi theo chúng tôi. Cô có biết đại nhân Bét đang ở đâu không? Ta phải ra ngoài xem tình hình đã. Không được đâu đại nhân à. Ngài để tôi đi nghe ngóng cho ha. Đại nhân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà, xin ngài hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa đã ha. Tất cả các ngươi đều muốn diện kiến ta sao? Việc ngài phế truất vị vua Du Dược kia quả là đáng ca ngợi, nhưng tuy nhiên chuyện đăng cơ thì... Ngài nghĩ bách tính ngoài kia sẽ phản ứng như thế nào với việc này? Các triều đại từ xưa tới nay chưa từng có chuyện này. Chẳng phải ta đã cho các ngươi biết chính ta lập nên vương quốc này hay sao? Cai trị một vương quốc vốn không phải là chuyện dễ. Tại sao ngài lại bắt quan công nạp ngân lượng? Ngài làm vậy là có ý gì đây? Việc này chỉ làm cho dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Tất nhiên là vì chiến tranh rồi. Là sao chứ? Tại sao ngài lại nhắc tới chiến tranh? Chẳng lẽ tên quỷ hút máu đã chạy thoát khỏi cung điện đó, ai biết hắn còn xuất hiện ở những nơi nào nữa? Dĩ nhiên là chúng ta phải lo giải quyết tình trạng này rồi. Các ngươi không nghĩ đã đến lúc rèn đúc vũ khí để tiêu diệt chúng hay sao? Ngài có ý định gì thì lại quyết định làm như vậy? Ngài định khiến cho dân chúng phải khiếp sợ nên mới phải đi theo ngài hay sao? Sao ngài lại không chọn lấy một người trong chúng tiểu nhân đại diện cho ngài để lo việc quốc sự? Bệ hạ! Có chuyện gì vậy? Bẩm báo bệ hạ, xuất hiện quỷ hút máu ở ngoài ngoại thành. Sao chứ? Có quỷ máu gì sao? Có quỷ hút máu. Vậy phải làm sao? Xuất hiện thì trộn lại như vậy được. Tập hợp binh lính lại cho ta, ta sẽ đích thân chỉ huy mọi người đi bắt quỷ. Chạy đi.
hỏa táng thi thể của những người ở đây, những người bị quỷ hút máu cắn. Với tư cách là vua của vương quốc, ta sẽ đích thân tiêu diệt hết lũ quỷ hút máu kia một cách nhanh nhất có thể.